Chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé à, Thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo Adobe đến từ ký dự án Mirac Swap à, Thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ của, của phòng 2 Adobe để chúng ta nhận miễn phí 4 cái token à, Mrac à, Ok thì các bạn hãy bấm vào nút Start để chúng ta bắt đầu nhé Ở đây thì chúng ta sẽ làm cái phép tính này Các bạn bấm check sau đó các bạn điền kết quả cho mình rồi ở đây chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ chúng ta sẽ join vào nhóm telegram group tiếp theo các bạn nhóm join vào nhóm telegram channel rồi sau đó các bạn quay trở lại chúng ta follow twitter nhé chúng ta follow twitter và chúng ta bấm tim và mũi tên đảo chiều Rồi sau đó các bạn quay trở lại nhiệm vụ. À, các bạn bấm vào đơn. tiếp theo các bạn bấm vào đơn cho mình. Ở đây yêu cầu mình gửi cái username Twitter nhé. Các bạn à, phải mở cho mình cái app Twitter ra. Sau đó rồi các bạn bấm vào avatar ở đây. Các bạn sẽ thấy cái username Twitter của các bạn ở đây nhé. Các bạn copy vào. Thì các bạn điền cả A còng cho mình nhé. Rồi à, tiếp theo thì các bạn bấm đơn ở đây yêu cầu mình gửi địa chỉ ví bếp 20 mươi trên thì các bạn có thể lấy trên cái ví chút quan nét hoặc là mét đều được nhé trên ví chút quan nét thì các bạn chọn cho mình cái đồng BNB này các bạn bấm nhận sau đó thì chúng ta sao chép cái chúng ta dán cái địa chỉ ví vào đây à, rồi nhiệm vụ của chúng ta như vậy thì là đã xong nhé rất là đơn giản thôi à, chỉ qua một à, hai bước à, thao tác là chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi thì à, cái kèo này thì là là cái kèo uh, cái kèo này là cái kèo nhận ngẫu nhiên 4 đô nhé các bạn chứ không phải là kèo ăn chắc và nó sẽ trả về ví cho chúng ta vào ngày mùng 4 tháng 3 nhé các bạn Ok thì cái video mình xin được dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã xem hết video nhé